Mày láo quá rồi. Phòng đấu trường chân lý đánh đi. Đến trường rồi. Chơi Long cái học đối gì trường ăn cạc à? học không học để chơi Long bình học thường đi. chứ mày không chơi được à? Rồi học Đó xong chơi. học đi chúng mày hư đốn hết. cứ như Tao mày nói đang ngu à? đang Đi chúng học mày đốn cứ đủ học chơi. thằng đang ngu à? Học đi Làm đồ sao đồ 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 học làm đi thôi. thằng quân trắng làm sao? Quân trắng Gì đi bảo chị tao. mày thích vào đấu trường Chào cụ Phương Phương. Cụ mày không có tuổi. Bố Cụ mày Phương chắc đủ nghe rõ tiền không bạc. ơi. Phương đâu? Nhóc Thái Bình chưa hiểu sự đời. Được, 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 được. Phương Mày Phương thấy, cả kìa. mày thấy Phương nói gì chưa? Thế ta chính gọi. Phương cả kìa. Phương đang ngồi đâu nhỉ Phương? Cười cười gì công nghệ Phương đang ngồi phòng giám đốc chứ còn đâu. đây mà Thì bạn càng quá. à, nay nói được rồi à? Nghe rồi. Ngon rồi, hôm qua đâu còn nghe rẻ rẻ. Lên tiếng đi bạn Phương, im lặng nhé. Ok. Wow, hôm nay người lớn quá nhở. Đâu Phương, đâu Phương. Tập trung học. Em nghĩ mày Tập nên trung đi. cả. Ê ôi sợ. Cây cờ. Mẹ nhà thằng nào con gà để ấy sao cục 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 Nhà mày nhà. điện làm như gà Dự cho mày tiền dự ấy. mày có tiền đi vay À, tiền người khác không có ờ tiền lên Hà Nội đây này. Mai phải đi bộ đây rồi nên làm mai gì mày lên đây à? Mai mày lên đi à? bộ nào Không, để thứ bảy lên Lên gì? lấy cái xác Uầy. lên Hà Nội nhiễm virus chết cụ này Lên được đấy, về mượn tao trình về học chứ càng sợ dữ quá nhở. Lên Trên công mượn cái vay cho tao trên ấy công này rồi mấy tiền Đi, để biết giờ này nó còn đang ở chỗ làm thì biết là nhiều tiền như nào đấy. có sắp tiền công đèo ấy được tiền nhỉ trời ơi. Thằng con đâu rồi? sao Trên đấu chứ chân lý mùa ba ghê phết. Hay. 19 mới có mà mai mới có mà Như thằng tao con bảo phải đợi xem thôi. Tao mùa xem này bọn thằng danh Châu đánh thôi. danh gì rồi dự Mùa này tao có chơi đâu. Sạc chưa máy tính tao còn để trên Hà Nội hay là. con đang đâu Tao á dùng điện thoại à, tao đang ở đang ở quê. trên Hà Nội bạn nào leo Quê. danh liên quân không Kể quá, Thằng leo con nó đi ý tiền làm à? à? Vẫn Chơi thì tôi đấy. tiền đây bạn. Vào Nói nhá. nhá. Vào đi, vào đi, vào đi. Lại bộc phét. Vay Nói ra. tiền Nói ra chỗ Phương. Phương bơm nhỏ. Phương cơ mạnh lắm. Phương à? Ngồi ghế giám đốc mà. À, cái gì Ê, Phương à? Là tái đẹp cặp đầu kìa. Ôi sợ, giời. sợ Ôi hiểu giời. Phương giờ này đổi gu mặn quá. còn còn thế này nhỉ? Còn nó ra hết rồi Xem vẫn vậy vẫn vậy một đứa ra gì 52 người này. thầy không bật cam thầy có gì không nhỉ không việc gì tao bật cam đâu thế bảo gì đâu không không giống thầy hôm qua đâu Hoàng học lại Hoàng ạ. Lại gì? Thầy này đợt trước học xuống Chết không kịp rồi. nói. Không điểm danh của đầu tiên học lại đấy. Hốt quá, hốt quá.
Rồi ra đánh đối trường đi. Không chơi đâu. Trường chân lý đi bạn. Nãy giờ chắc hết trang rồi này. Còn hai trang. Hôm mai tao xuống cho mày công nhá. Bây giờ ta sẽ chia một số cái nhóm. À, sau này à, chúng ta làm bài tập cũng dễ. Đó. Tối nhà ai đấy? Tự nói gì chứ? À, như vậy là nhóm chúng ta là từ số từ Hoàng Kỳ Anh à, cho đến em Hùng Đại Hà, đó là nhóm 1. À, nhóm 2 là từ em Phan Thanh à, đến em Nguyễn Xuân lắm quá mà đấy. Phan Thanh Hải đến nhóm ba chưa, nhóm ba từ Vương Lê Quân lên đến Đặng Công Uy chưa nhóm bạn nữa à, bạn mới đăng ký đấy hả, Lê Quy Quân đấy. Đó. Như vậy là các em xem là sau này giả sử như chia các cái bài tập thì mình sẽ biết mình là nhóm mấy nhá. Cái này một đây từ Kỳ Anh cho tới Đại Hà, nhóm hai từ Thanh Hải cho tới Văn Phương à. Nhóm ba từ Quý Quân cho tới bạn Công Huy à. Như này à, chúng ta tiếp tục với phần thứ ba. Phần thứ ba phần thứ ba là chúng ta phân loại hệ thống điều khiển. Phân hóa. Phân loại hệ thống điều khiển tự động hóa. À, thế thì theo các cái tiêu chí khác nhau thì người ta sẽ có các cách phân loại khác nhau à, ví dụ như là theo tiêu chí là các cái tín hiệu đầu vào và đầu ra à, thì người ta chia hệ thống điều khiển làm hai loại là hệ thống điều khiển số và hệ thống điều khiển tương tự đó. Vậy là theo các tín hiệu vào và ra chúng ta có hệ thống điều khiển số và điều khiển tương tự. À, thế thì chúng ta hiểu thế nào là điều khiển số và thế nào là điều khiển tương tự. À, điều khiển số có nghĩa là các tín hiệu chỉ có hai trạng thái thôi, on và off. À, hay nói cái khác là chỉ có hai mức logic là 1 và 0. À, ví dụ
là tôi điều khiển một cái bóng đèn, thì khi cái đầu ra nó on ấy thì đèn sáng, và khi đầu ra off thì đèn tắt. Cái điều khiển đấy người ta gọi điều khiển số. Đó là điều khiển số là đơn giản nhất, chỉ có mà không thôi, hoặc là sáng hoặc là tắt, hoặc là động cơ chạy hoặc là động cơ dừng. Đó. Như vậy là chỉ có các tín hiệu vào ra là số, hay nói khác là có hai trạng thái on và off đấy, hoặc là một hoặc không. Thế còn điều khiển tương tự thì ta hiểu thế nào? À, điều khiển tương tự thì là giá trị đầu vào ra là giá trị tương tự, có nghĩa là nó quan tâm tới độ lớn. À, chúng ta cũng điều khiển một bóng đèn, nhưng mà chúng ta điều khiển đèn sáng vừa, đèn sáng mạnh và đèn sáng yếu, và như vậy là cái tín hiệu ra nó phải có giá trị. Đó, thì gọi là điều khiển giá trị tương tự. Chúng ta cũng điều khiển một cái động cơ, nhưng mà động cơ quay nhanh, động cơ quay chậm, động cơ quay trung bình, đó, thì giá trị ấy là tương tự. Hay nói khác là tín hiệu đầu vào và ra thì có giá trị tương tự. Tương tự. Đấy, như vậy là chúng ta có là digital và analog. Analog và tương tự. Có hai cái hệ thống điều khiển. Như vậy là về mặt chuyên sâu thì hệ thống điều khiển tương tự và sâu hơn. Chưa nói là quy mô thì có thể là khác nhau. Đấy, nhưng mà về mặt chuyên sâu thì điều khiển tương tự là quan tâm tới giá trị điều khiển đầu ra hoặc đầu vào. Đấy, khác nhau. Còn điều khiển số là on off thì nó đơn giản. Đấy. Thì đấy là cách phân loại thứ nhất. Cách phân loại thứ hai là người ta dựa vào cái đối tượng điều khiển để phân loại. Dựa vào đối tượng điều khiển thì người ta chia hệ thống điều khiển làm hai loại. Là hệ thống điều khiển liên tục và hệ thống điều khiển gián đoạn. Hệ thống điều khiển liên tục và hệ thống điều khiển gián đoạn. Liên tục ví dụ như là tôi điều khiển một cái trạm bơm mà đầu giờ chiều bật trạm bơm làm việc và cuối giờ chiều tắt liên tục. Hay nói khác là các cái đối tượng làm việc liên tục, không có nghỉ, thì người ta gọi là điều khiển liên tục. Tất nhiên hệ thống điều khiển liên tục thì dễ điều khiển, bật lên một cái là tự nó làm việc, sau khi nó tắt thì tôi chỉ cần ấn nút off. Còn hệ gián đoạn thì khó hơn một chút, là chúng ta có kiểu làm việc theo mẻ và làm việc theo từng phần. Và chúng ta hiểu thế nào là điều khiển theo mẻ và hiểu thế nào là điều khiển theo từng phần. Tôi lấy ví dụ thế này. Ví dụ như là một cái hệ thống trộn. Cái van 1 thì đầu tiên là mở van để cấp 10 kg chất A. Xong đó van 2 mở van là cấp 6 kg chất B. Còn van 3 mở van cấp 8 kg chất C. Sau đó là cái máy trộn nó làm việc trong 30 phút được một mẻ thì đưa cái sản phẩm, đổ ra sản phẩm để tiêu thụ, đó, để sử dụng. Và lại tiếp tục van 1 lại mở 10 kg chất A, 6 kg chất B, vân vân, và lại tiếp tục trộn. Thì đấy người ta gọi là làm việc theo mẻ.
Thế thì rõ ràng cái van mở chất A đấy thì không phải liên tục, mà nó chỉ mở 10 kg và nó chờ các cái thức đoạn khác. Thế cái mẻ nó lại tiếp tục mở. Thì người ta gọi đây là điều khiển gián đoạn trong mẻ. À, còn điều khiển từng phần. Điều khiển từng phần thì các cái công nghệ đấy thì nó làm theo từng phần, theo một chương trình nào đấy. Ví dụ như là công nghệ xử lý nước thải, thì bao giờ có cái phần chu trình lắng đọng, lắng bùn, chu trình lọc, xử lý hóa chất vân vân. Thì sau từng phần một thì đến phần kia, cứ như vậy. Đó. Thì chúng ta có các hệ điều khiển liên tục và gián đoạn. À, đấy là phân loại hai cái cách cơ bản. À, bây giờ chúng ta sang mục thứ tư. Các em sang mục thứ tư đó là chúng ta tìm hiểu về lịch sử phát triển của các hệ thống PLC. Bốn là lịch sử phát triển. À, hệ thống PLC thì nó ra đời từ năm 1968. À, PLC ra đời từ năm 1968 do một cái công ty là General Motor hình thành ý tưởng về PLC. Và sau đó một năm là đến năm 1969 thì cái phiên bản một chiếc PLC cầm tay ra đời. Thì ban đầu đấy thì cái PLC ban đầu thì chưa có khả năng kết nối máy tính, thì nó sẽ phiên bản cầm tay, tức là các cái nút lập trình ngay trên đó, người lập trình người ta sẽ phải thao tác ngay trên cái cầm tay. Và trải qua các cái mốc, nhiều mốc khác nhau. Nhưng thì kể đến những cái mốc đang nhớ là 1973 khi mà kỹ thuật truyền thông ra đời. Kỹ thuật truyền thông ra đời. Kỹ thuật truyền thông ra đời thì nó cho phép mở rộng ghép nối các PLC, mở rộng các cái đối tượng điều khiển vào đầu ra. Và chính vì vậy mà nó là đà để cho PLC phát triển và đến ngày nay là phát triển mạnh, phát triển đến ngày nay. Thế thì các cái dòng PLC hiện nay đang thông dụng là gì? Các cái dòng PLC. Dòng PLC đang thông dụng. Các dòng PLC hiện nay phải kể đến đó là những PLC của hãng Monicon. Thế rồi là PLC của hãng Siemens. Rồi là PLC của hãng Mitsubishi. PLC của hãng GE Fanuc. Vân vân. PLC của Omron. PLC của Panasonic. Rất nhiều dòng. Trước đây, những cái năm trước ấy, thì sinh viên thủy lợi cũng nghiên cứu cái đề tài là chế tạo cái PLC, nó một vài chức năng thôi, mấy cái bộ định thời gian ấy chúng ta ghép lại
mấy bộ đếm dần ghép lại, cố gắng tạo một cái bom mạch. Thế nhưng mà nó cũng không tin cậy các sự tin cao. Thì các cái hãng này hiện nay thì nó cũng là xuyên quốc gia, cái giới phẳng không không gọi là ở một quốc gia nào nữa. Đó là những cái hãng cơ bản. Thế còn nhiều hãng khác rất nhiều. Ngày trước tôi sinh viên này hay ra tôi mua một cái PLC của hãng ông Rôn là nhỏ, rất là rẻ, đồng về lập trình thao tác. Thì đó là một vài nét về lịch sử phát triển của PLC. Bây giờ chúng ta tiếp tục với lại chúng ta xem để so sánh cái công nghệ PLC so với công nghệ khác hiện tại nó có những cái thông số nào cần phải lưu tâm. Chúng ta sang điều thứ năm. Mục thứ năm là chúng ta so sánh POC, chúng ta so sánh POC với những cái công nghệ khác. So sánh POC với công nghệ khác. Chúng ta dựa vào một vài cái tiêu chí thôi, và so sánh nó dựa vào một vài tiêu chí. Tất nhiên là nó rất nhiều tiêu chí mà trong cái quyển slide nó rất nhiều. Tôi đưa ra những tiêu chí cơ bản để chúng ta có một cái kiến thức ngay về cái hình ảnh một số cái thông số so với công nghệ khác. Và đây chúng ta so sánh giữa PLC với hệ thống điều khiển dơ le với hệ thống điều khiển sử dụng máy tính PC. Chúng ta so sánh ba cái công nghệ. Thế thì về kích cỡ, về kích thước và về kích cỡ ở PLC thì nó rất là gọn, và một cái bộ điều khiển như bàn tay thôi mà nó điều khiển cho cả một cái dây chuyền sản xuất. Rất là gọn, tiết kiệm dây. Như vậy kích cỡ thì PLC thì nó là rất tốt, rất tốt, very good. Thế còn PC là tốt, good, cái này là tốt. Đó. Thế còn anh dơ le là kém. Bởi vì sao dơ le kích cỡ là dây rất nhiều, kết nối buộc phải nối dây, dơ le. Đó. Về kích cỡ thì so sánh về công nghệ. Đấy, cái yếu tố thứ hai về độ tin cậy. Về độ tin cậy thì rõ ràng là PLC là số 1. Tin cậy cũng là rất tốt. Rất tốt. Về PC thì cũng tốt nhưng mà kém hơn PLC. Là lý do là PC phải chạy trên cái nền Windows. Mà nếu Windows hỏng thì cái chương trình điều khiển nó hỏng thì nó cũng kém hơn thôi. Thế còn anh này là kém, tin cậy thì không cao, dơ le không cao. Về phương diện thứ ba là phương diện là khôi phục sau khi mất điện. Khôi phục sau khi mất điện.
một cái yêu cầu là hệ thống đang làm việc ở mất điện, thì cái việc khôi phục đấy thì cái công nghệ nào tốt nhanh, nó khôi phục ngay, nó làm việc ngay khi có điện trở lại, thì cái Zerle lại là tốt nhất. Zerle nó không có phần mềm, nó không phải nghĩ gì cả, là nó thực hiện ngay, thì nó nhanh, tức là nó là không dây. Thế còn anh POC phải mất khoảng 3 giây để nó làm việc ngay. Thế còn anh máy tính ấy, thì mất 10-100 giây. Đó, về công nghệ điều khiển các thiết bị. Như vậy là còn nhiều cái yếu tố khác nữa. À, chúng ta sơ sơ những cái phần này thì chúng ta có thể đánh giá rằng là POC vẫn chiếm ưu thế. Đúng không? POC chiếm ưu thế để sử dụng rộng rãi. Đấy, ứng dụng rộng. À, cho nên là khi mà người ta một số nơi người ta tuyển đòi hỏi kiến thức chuyên môn ấy, à, thì đôi khi người ta tuyển kỹ sư điện, kỹ sư tự động hóa, người ta hỏi một chút POC, à, ứng dụng rộng. Nó không có một cái nhà máy tự động hóa nào mà hiện nay tìm ra lại không có POC, hầu như là có. À, thậm chí nhà máy điện cũng có POC, cái trạm biến áp cũng có POC, à, kết nối điều khiển SCADA, hệ thống dây leo số vân vân. Đó là chúng ta có những cái nét so sánh một chút và về công nghệ. À, còn lại chúng ta sang phần thứ 6 là ta xét xem là cấu trúc của POC thế nào. Sáu là cấu trúc POC. Cấu trúc POC thì chúng ta có các cái khối cơ bản như thế này. À, đầu tiên ta phải có cái khối nguồn, và phải nguồn để nuôi cho POC làm việc, nguồn nuôi để cho POC làm việc. Thế rồi là đến cái khối CPU, CPU là cái khối xử lý trung tâm, khối xử lý trung tâm. Thế gắn với CPU thì là các cái bộ nhớ gắn với khối này, bộ nhớ đấy, và các cái bộ xử lý, cái bộ xử lý thế rồi là các cái truyền thông, có hạ đồ này không ạ? À, để liên kết với thiết bị bên ngoài, à, để mở rộng. À, thế rồi là đến các cái thiết bị lập trình. 5.1 năm 2000 bị lập trình. Mà 92 là gì? 52. 92 nhân 92 gì? Ừ. Như vậy là PLC thì trung tâm của nó là CPU. Đấy. Còn lại là nguồn để nuôi rồi các cái thiết bị
kết nối. Thiết bị lập trình thì có thể là một cái màn hình mà kết nối để người ta gõ, người ta lập các cái lệnh nào, hoặc là máy tính kết nối vào để lập trình thì máy tính đổ xuống. Đấy. Hoặc là nó có gắn trên một cái màn hình để chúng ta cảm biến chọn lập trình. Thế rồi là CPU thì kết nối ra các thiết bị ngoại vi, ở đây có thể là đầu vào, đầu ra, số. Thế rồi là đầu vào, đầu ra, tương tự. Đấy, và đầu vào và đầu ra đặc biệt. Đầu vào ra đặc biệt thì ở PLC nó có các cái module đặc biệt, module chuyên để điều khiển các động cơ servo, rồi module chuyên để điều khiển các động cơ bước, vân vân, thì người ta gọi là module đặc biệt. Đấy, cấu trúc của PLC về cơ bản, trung tâm đó là CPU, ta chú ý như vậy. Đấy, thì phần chương một thì chúng ta nhớ một vài nét cơ bản như thế. Bây giờ các em sang chương thứ hai là ngôn ngữ lập trình bậc thang. Chương 2 là ngôn ngữ lập trình bậc thang. Hay nói khác là ngôn ngữ lập trình lắp. Ngôn ngữ lập trình lắp. Ở phần chương 2 này thì Kem hiểu các cái khái niệm, các cái ký hiệu, rồi là vòng quét hay là nguyên lý làm việc và các cái cách lập trình cơ bản theo cái ngôn ngữ lắp. Một là chúng ta có cái phần giới thiệu chung, giới thiệu chung. Ở phần này thì có những cái vấn đề gì chúng ta cần phải lưu ý? Vấn đề thứ nhất khẳng định đó là PLC thì làm việc với một chương trình đã lập, chương trình đã lập sẵn do người lập trình đã lập. Thế vậy là PLC thì làm việc theo một chương trình đã lập.
đấy thì cái người lập đấy, người lập ra chương trình, người viết chương trình phải là các cái kỹ sư, kỹ sư điện, kỹ sư tự động hóa biết ra, xong rồi đổ vào POC thì nó làm việc theo, nhưng mà nó làm việc theo mong muốn của người lập trình. Ý thứ hai cần phải lưu ý đó là các cái chương trình thì được viết theo những ngôn ngữ khác nhau hay là theo ngôn ngữ nhất định. Ví dụ là POC của Siemens là ngôn ngữ kiểu này, POC của Mitsubishi ngôn ngữ kiểu này. Hay khác là chương trình thì được viết theo một ngôn ngữ nhất định. Đó. Trước đây là mỗi anh một vẻ, mỗi anh viết theo một kiểu. Sau này thì người ta hướng tới cái chuyện là quốc tế hóa. Cho nên là gần như là các cái chương trình bây giờ nó viết giống nhau. POC nào nó cũng phải viết gần giống nhau, chuẩn quốc tế. Do vậy là nhiều người học một cái nhưng có thể là làm được nhiều kiểu POC khác nhau. Đó cũng là cái dần dần nó tốt hơn. Vậy thì có bốn cái cách để lập trình. Bốn cách lập trình. Đấy, hỏi về POC lập trình kiểu gì? Hiện nay thì có bốn cái ngôn ngữ. Cái thứ nhất là lập trình theo kiểu liệt kê lại. STL. Và cái thời tôi sinh viên ấy là mới làm là viết theo kiểu này. Nó khó lắm, bằng viết theo ngôn ngữ gần ngôn ngữ C, viết từng lệnh một. Đấy, từ cái thời sinh viên ấy. Nhưng mà sau đó khi mà tiếp cận với một số các cái module POC gọn ấy, thì nó lập trình theo khối chức năng. Lập trình theo khối chức năng. Thì nó dễ hơn một chút. Là FBD, đó là function block data, là các cái khối dữ liệu chức năng. Thì cái này nó lại dễ hơn cái trạm STL một chút, các khối thì nó rõ ràng. Thế sau nữa, hiện nay thì phổ biến hay hơn thì người ta gọi là lập trình bậc thang. Đó là ladder. Cái lập trình bậc thang này thì nó dễ lập trình, dễ hiểu. Cho nên hiện nay nó ứng dụng nhiều. Hầu hết là lập trình bậc thang. Thế còn loại thứ tư, đó là lập trình theo khối chức năng tuần tự. Lập trình theo cái chức năng phần tử. FFC của chức năng phần tử. FFC. Thì cái này một số hãng POC của Mỹ người ta đưa lên chuẩn quốc tế thì nó gọn hơn. Người ta chỉ liệt kê các cái phần tử, các cái bước trong cái di chuyển công nghệ để mà đặt các cái bước chuyển tiếp tự nó ra chương trình. Thì nó gọn nhưng mà nó chưa phổ biến. Hiện nay mới là cái đến lập trình lát thôi. Đấy, thì chúng ta nắm được cái này là ok, lập trình lát. Thế thì có bạn mới phân vân là nếu học một cái không học những cái kia thì không biết gì. Thì không phải. Bây giờ rất hay là các cái phần mềm nó cho phép chúng ta chuyển đổi. Nếu các em đang lập trình lab xong, các em chuyển sang STL thì nó cũng hiện các cái lệnh STL. Chuyển sang FB nó cũng hiện ra các cái chương trình. Cho nên chúng ta chỉ cần biết một rồi. Là lập trình lab này.
lập trình bậc thang. Đấy, cụ thể thì cái phần lập trình bậc thang thì lát nữa tôi sẽ nói tiếp, giải lao một chút. Mm-hmm.